Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 7 ngày 21 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Triển khai hỗ trợ tiêu thụ nhãn cho nông dân. Huyện Quế Châu tích cực thực hiện kế hoạch 93A. Nét đẹp lễ Vu Lan trong mùa dịch. Việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hưng Yên bằng công nghệ chôn lấp và đang gặp rất nhiều bất cập. Mùi nó xông lồng lên, thối lắm, ruồi muỗi thì nhiều. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên năm 2021. Hiện nay, do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động lưu thông, giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản nói chung, sản phẩm nhãn của tỉnh nói riêng, nên giá bán nhãn hiện tại xuống rất thấp. Nhằm giảm bớt khó khăn trong tiêu thụ nhãn cho các hộ gia đình cá nhân trồng nhãn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, hội, hiệp hội, liên minh, các doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung. Tuyên truyền, giới thiệu thông tin sâu rộng đến cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị mình và nhân dân để trực tiếp tiêu thụ và kết nối hỗ trợ tiêu thụ nhãn Hưng Yên. Phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị hỗ trợ tiêu thụ nhãn bằng cách mua ít nhất 10 kg nhãn một người thực hiện trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm đầu mối thông tin cụ thể về giá cả của từng chủng loại nhãn và thống nhất cách thức thực hiện, tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký mua sản phẩm nhãn và kết nối với các đơn vị để phân phối sản phẩm đạt hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Nam. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã đứng ra làm đầu mối, kết nối các đơn vị với người nông dân, đồng thời cũng là đơn vị đầu tiên phát động tiêu thụ nhãn. Trong chiều ngày 20 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phát động toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động tiêu thụ nhãn cho nông dân, mỗi người 10 kg, tổng số 2,5 tấn nhãn các loại đã được tiêu thụ. Nhãn được mang đến ở đây từ các nhà vườn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đảm bảo chất lượng, gồm có nhãn miền Thiết, nhãn Hương Chi, nhãn siêu ngọt. Sản lượng nhãn ước tính từ nay đến cuối vụ còn 24.000 tấn, tương đương 48% tổng sản lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lập danh sách gồm 17 hợp tác xã tổ hợp tác vườn nhãn có số điện thoại kèm theo để các đơn vị tiện liên hệ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hội, hiệp hội, liên minh các doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm tiêu thụ nhãn để giúp người nông dân vượt qua khó khăn. Đây là việc làm ý nghĩa chia sẻ những khó khăn với các hợp tác xã, nhà vườn, hộ trồng nhãn và cũng là thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong việc hỗ trợ tiêu thụ nhãn cho nông dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng hơn 300 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên vẫn hoạt động bình thường. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực phòng chống dịch của các doanh nghiệp, còn có sự hỗ trợ kịp thời của các ngành chức năng của tỉnh. Trong đó, có Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giúp cho các doanh nghiệp không bị đứt gãy sản xuất. Khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại ở Hưng Yên, qua truy vết, công ty này có trường hợp công nhân tiếp xúc với F0. Ngay lập tức, dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp và sự hỗ trợ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, toàn bộ gần 1.000 lao động trong công ty được xét nghiệm sàng lọc COVID nhanh. Kết quả không phát hiện ca nhiễm COVID, có 19 F1 buộc phải đi cách ly tập trung. Công ty chuyển sang trạng thái 3 tại chỗ. Thời gian bùng phát dịch bệnh thì chính quyền địa phương đã có những các chỉ đạo hỗ trợ rất là cụ thể. Và căn cứ vào những chỉ đạo đó thì công ty cũng đã thực hiện tốt các cái công tác phòng dịch
công nhân viên thì đều được sản xuất và ăn ở an toàn tại công ty. Tuy là công ty có 19 F1 nhưng mà tất cả mọi người đều an toàn và khỏe mạnh. Cái sản xuất của doanh nghiệp đối với các mặt hàng sợi thì đã tăng trưởng 130% và mặt hàng dệt may thì tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Fancy Việt Nam đóng tại khu công nghiệp Phố Đôi A có hơn 1.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đến từ các vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Tuy nhiên doanh nghiệp đã tổ chức phòng dịch hiệu quả, giữ vững sản xuất. Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thì thường xuyên là tổ chức các cái cuộc tập huấn, hội thảo để hướng dẫn các doanh nghiệp về các cái biện pháp phòng dịch. Ngoài ra thì bên ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên còn thành lập những cái nhóm Zalo chat để kết nối với cộng đồng các doanh nghiệp, thường xuyên là cập nhật những văn bản quy định về phòng chống dịch và giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp liên quan đến những cái công văn và quy định đó để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Hiện 319 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh đều đang hoạt động bình thường. Ngoài việc hỗ trợ nhanh doanh nghiệp thông quan hàng hóa, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều biện pháp. Ngoài cái việc đáp ứng theo cái điều kiện chung trong công tác cải cách chính, thì chúng tôi nhấn mạnh và đẩy mạnh cái việc là khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ qua kênh bưu chính viễn thông và qua cái mạng cổng thông tin điện tử của tỉnh trực tuyến, thì cái đó thì là cũng sẽ giúp cho cái việc là doanh nghiệp không phải đến trực tiếp nộp hồ sơ vào một cửa mà có thể nộp trên môi trường mạng. Tính đến hết tháng 7, tỉnh Hưng Yên đã thu hút thêm được 430 triệu đô la Mỹ đầu tư vào các khu công nghiệp trên kế hoạch cả năm là 450 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy Hưng Yên đang là địa bàn hấp dẫn các nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 9 tháng 8, tỉnh Hưng Yên cử đoàn cán bộ y tế gồm 30 người vào hỗ trợ tỉnh Đồng Nai dập dịch COVID-19. Sau một thời gian tham gia chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, đến nay đoàn đã trực tiếp tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Theo bác sĩ Hoàng Quốc Khái, trưởng đoàn công tác, hơn một tuần qua, đoàn cán bộ y tế Hưng Yên tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành để chuẩn bị đón bệnh nhân COVID-19 và điều trị. Đoàn đã tham gia bố trí trang thiết bị máy móc, sắp xếp phòng bệnh, thiết lập hệ thống khử khuẩn khép kín cho phù hợp và tiến hành tập huấn chuyên môn phòng vệ cá nhân. Đến ngày 19 tháng 8, Bệnh viện Long Thành quy mô 250 giường bệnh bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Hiện có 15 bệnh nhân nặng được điều trị tại đây. Các cán bộ y tế Hưng Yên đã chia làm 3 ca, 4 kíp để làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Việc ăn ở của các cán bộ y tế được bố trí ngay trong bệnh viện. Đối với bệnh nhân COVID là không có người nhà chăm sóc, toàn bộ chăm sóc bệnh nhân đều do y bác sĩ từ sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh cá nhân đến thuốc men và theo dõi. Đó là một cái công việc tăng lên gấp nhiều lần so với những bệnh nhân thông thường. Đó là một cái hết sức khó khăn cho anh em trong điều kiện mặc phòng hộ để làm việc vô cùng nóng bức. Tất cả bệnh nhân, anh em y bác sĩ sau ca làm việc ra thì đều hứa sũng và mất nước rất là nhiều. Chúng tôi cũng xác định là không phải chỉ có mỗi chúng tôi, tất cả mọi người đang cùng chung tay, những người hậu cần phục vụ cho chúng tôi cơm nước rồi thuốc men rồi về tinh thần rất nhiều. Dù có nhiều khó khăn nguy hiểm nhưng đoàn công tác tỉnh Hưng Yên quyết tâm khắc phục và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp tỉnh bạn dập dịch thành công. Tỉnh Đồng Nai hiện có trên 16.000 bệnh nhân COVID-19 với hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày. Trước thông tin hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện, sáng ngày 21 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Lâm đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường, siết chặt và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm, trường hợp F0 thứ nhất là chị Dương Thị Tê, sinh năm 1985, có địa chỉ ở Hà Nội, là nhân viên công ty YNI ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng. Trường hợp F0 thứ hai là Nguyễn Văn Đê ở Nghệ An, là lái xe đến lấy hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát ở thị trấn Như Quỳnh vào các ngày 11 và 14 tháng 8. Qua điều tra truy vết ban đầu, cả hai trường hợp
phát hiện có gần 70 trường hợp F1 có liên quan. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp liên quan khác. Đến sáng ngày 21 tháng 8, đã có 66 trên 66 mẫu test nhanh cho kết quả âm tính lần 1, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn toàn công ty và các địa điểm có nguy cơ. Chỉ đạo các chốt trực nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo 24 trên 24 giờ. Tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các xã thị trấn kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi từ Hà Nội và các vùng khác về địa phương, quản lý nghiêm các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, khuyến khích lập các vùng xanh ở các thôn xóm. Tối ngày 20 tháng 8, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp F0 là lái xe liên tỉnh có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An đã đến và lấy vật liệu tại một công ty trên địa bàn huyện Kim Động, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã khẩn trương rà soát truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 17 tháng 8, trường hợp F0, anh D đã lái xe đến công ty cổ phần sản xuất vật liệu Minh Hải có địa chỉ tại thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh để lấy gạch. Ngày 20 tháng 8, anh D đi đến Phú Thọ và được lấy mẫu xét nghiệm xác định dương tính. Qua truy vết, đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8, huyện Kim Động đã rà soát được một trường hợp F1 là tổ trưởng tổ bốc gạch của công ty Minh Hải, 40 trường hợp F2, toàn bộ các trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Công ty cổ phần sản xuất vật liệu Minh Hải cũng tiến hành dừng hoạt động. Các công nhân thuộc trường hợp F2 đã về nhà thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Số công nhân ở lại công ty được bố trí cách ly ngay tại công ty. Cùng với đó, xã Ngọc Thanh và các địa phương đã khẩn trương phun khử trùng toàn bộ công ty và gia đình các trường hợp F1, F2 cùng các khu vực có nguy cơ tiếp tục phối hợp truy vết khoanh vùng sự lây lan của dịch bệnh. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Phù Cử đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực sẵn sàng đón chào năm học mới 2021-2022. Chuẩn bị cho năm học mới, huyện Phù Cử đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để các trường mua sắm thiết bị cho lớp 1 và lớp 6. Tiếp tục xây mới và đưa vào sử dụng 3 nhà vệ sinh cho học sinh, các xã thị trấn đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng 22 phòng học, phòng chức năng, sửa chữa chống xuống cấp, tăng cường hệ thống chiếu sáng cho 8 phòng học. Tại các trường được chọn làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, các cán bộ, giáo viên, nhà trường đã và đang tích cực dọn vệ sinh, phun khử khuẩn các phòng học, đồ dùng giảng dạy và khu vực xung quanh lớp học. Đối với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh lớp 2 và lớp 6, các nhà trường chủ yếu sử dụng 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và cánh diều. Hiện sách giáo khoa đã được chuyển đến các em học sinh. Huyện Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, huyện Tiên Lữ có 144 cán bộ giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 21 trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 43 tổ chuyên môn và 59 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm học vừa qua với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Hội khuyến học huyện khen thưởng cho 37 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh và trao học bổng cho 75 học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 36 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vì vậy lễ Vu Lan Báo Hiếu tháng 7 âm lịch năm nay không được diễn ra theo đúng phong tục truyền thống như những năm trước. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, những người con trong các gia đình vẫn thể hiện lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với các bậc sinh thành, ông bà tổ tiên. Bố mẹ khỏe không ạ? Bố mẹ cũng vẫn bình thường, con ạ. Tám Vu Lan là chúng con cũng không về được. Để có cái ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe. Ừ, mẹ và cảm ơn con. Đây là năm đầu tiên vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Hiền ở thành phố Hưng Yên đón một mùa Vu Lan chỉ có hai vợ chồng mà thiếu vắng con cháu. Tuy nhiên, ông bà vẫn rất vui và hạnh phúc bởi cảm nhận được tình cảm từ các con, các cháu dành cho mình thông qua những lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe từ những cuộc điện thoại của các con ở xa gọi về. Do cái
dịch bệnh Covid-19, cho nên là các con các cháu là chúng nó không về được. Thế nhưng mà chúng nó vẫn rất là quan tâm đến vợ chồng chúng tôi và động viên là bố mẹ ông bà là sống vui sống khỏe. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng chính là ngày mà mỗi người Việt Nam thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Vào ngày này, các thành viên trong gia đình thường tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên, báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Quan tâm chăm sóc hàng ngày, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho ông. Tôi chỉ mong ước rằng là ông còn sống với lại con cháu này thì thực sự là một cái những cái điều là rất hạnh phúc đối với các thế hệ con cháu chúng tôi. Mùa Vu Lan năm nay đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nghi lễ không được tổ chức như mọi năm, nhưng bằng chính lòng thành, con cháu trong những ngày này nhớ về ông bà tổ tiên, nhớ về truyền thống gia đình, nhớ về những lễ nghĩa tốt đẹp của cha ông để noi theo. Đó mới là điều ý nghĩa nhất. Mục đích Vu Lan là báo hiếu. Những người con là báo hiếu với cha mẹ trước, phải làm những việc thiện nhất, làm việc tốt nhất. Phật tử và nhân dân không nhất thiết cứ phải đến chùa. Báo hiếu là làm những việc tốt, việc thiện, thì đó đã là báo hiếu cha mẹ mình rồi. Mùa Vu Lan đã trở thành bông hoa đạo lý nhắc nhở con cái hãy sống có hiếu hơn, đạo đức hơn nữa để đáp đền tình thương bao la rộng lớn của cha mẹ, đấng sinh thành, những người đã hy sinh cả cuộc đời cho con, cho thế hệ tương lai. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là dịp để mỗi chúng ta thực hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép, từ ngày 14 tháng 8 năm 2021 đến nay, huyện Khoái Châu đã giải tỏa được 13 trường hợp tại các xã Hồng Tiến, Việt Hòa, Liên Khê, Nhuế Dương, Phùng Hưng, Đại Tập, Hàm Tử, Bình Minh, Ông Đình và An Vĩ. Trong đó có 7 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, 4 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi và 2 trường hợp đã đổ đất lấn chiếm. Để công tác xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện quyết liệt chỉ đạo các xã thị trấn có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định, đồng thời kiểm đếm làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm những tập thể cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, chính quyền cấp xã phải nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm tra phát hiện và kiên quyết ngăn chặn xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm, không né tránh đùn đẩy việc xử lý lên cấp trên hoặc cơ quan chức năng. Huyện Khoái Châu xây dựng kế hoạch trong năm nay, mỗi xã phải xử lý vi phạm từ 2 đến 3 trường hợp trong một tháng. Phấn đấu giải tỏa 80% vi phạm trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông thủy lợi. Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang được xử lý bằng công nghệ chôn lấp. Tuy vậy, việc chôn lấp rác đang gặp rất nhiều bất cập, mà trong đó là lãng phí đất và ô nhiễm không khí. Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt số 1 trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên có diện tích 1,7 ha, được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đưa vào hoạt động năm 2008. Sau 13 năm, lượng rác chôn lấp đã đầy, bãi rác phải đóng cửa. Mặc dù hàng ngày rác khi chôn lấp đều được xử lý chế phẩm sinh học nhằm hạn chế mùi phát tán ra không khí và để chất hữu cơ dễ phân hủy. Tuy vậy, ô nhiễm không khí đã ảnh hưởng lớn đến người dân ở xung quanh khu vực này. Nhà tôi ở gần bãi rác nên là ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày coi như là khó chịu lắm, không chịu được. Tại vì mùi nó xông lồng lên, thối lắm, thế mà ruồi muỗi thì nhiều. Còn đây là bãi chôn lấp mới đưa vào khai thác được 2 tháng nay. Dù rộng trên 2 hectare, nhưng với lượng rác trung bình gần 100 tấn mỗi ngày, 1/5 diện tích bãi đã được phủ kín. Dù theo tính toán thì bãi này sẽ chôn lấp rác trong khoảng 10 năm, nhưng với việc phát triển dân số cơ học ngày càng tăng thì đồng nghĩa với lượng rác thải ngày càng lớn, sẽ không mấy mà bãi rác này sẽ bị lấp đầy và sẽ khó khăn khi mở rộng diện tích để chôn lấp. Cùng với đó, thành phần rác đã thay đổi, bên cạnh những chất thải hữu cơ dễ phân hủy, còn có những chất thải khó phân hủy như cao su, rác thải điện tử, ni lông
và còn nhiều loại khác. Khi sử dụng chôn lấp thì ở bãi rác của công ty thì vẫn có hệ thống vải địa, hệ thống thu nước rác, và công ty vẫn thực hiện công tác mà đảm bảo đủ điều kiện vận hành. Tuy nhiên chôn rác thì tốn diện tích nhiều hơn rất là nhiều, và cái khả năng gây ô nhiễm so với cả công tác điện rác, đốt rác thì nó cũng sẽ ô nhiễm hơn. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên, công nghệ khí hóa chất thải, tức là chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thử nghiệm và cho kết quả khả quan. Rác thải không được phân loại đầu nguồn, chuyển tới nhà máy qua hệ thống phân loại, chuyển hóa tái tạo thành năng lượng và vật liệu cải tạo đất carbon hữu cơ. Với công nghệ khí hóa của công ty thì đã được làm chủ hoàn toàn về mặt công nghệ thiết bị. Chính là quá trình là chuyển đổi chất thải sang dạng khí, và cái khí này là khí công nghiệp, khí tổng hợp, đó là khí cháy. Và cái khí này đã được qua hệ thống lọc rất là sạch và có thể đạt được tiêu chuẩn để phát điện. Thực tế cho thấy việc chôn lớp rác là không hợp vệ sinh, không đúng điều kiện môi trường, đồng thời lãng phí quỹ đất. Vì vậy, lựa chọn công nghệ xử lý rác thải phù hợp với đặc điểm đô thị, phù hợp với nguồn rác thải phát sinh là việc làm cần thiết và mang tính bền vững lâu dài nhằm bảo vệ môi trường cũng như hiệu quả kinh tế trên địa bàn thành phố Hưng Yên.